Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Diện đồ bộ, Vân Trang vẫn xinh đẹp bất chấp hậu sinh đôi hai nhóc tỳ. Từ sau khi thông báo tin vui về cặp nhóc tỳ sinh đôi, cuộc sống của diễn viên Vân Trang, người đẹp trở thành tâm điểm chú ý của netizen. Theo đó, dù chạm ngưỡng 31 và đã là mẹ của ba nàng công chúa, song nữ diễn viên vẫn khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa trước vẻ ngoài xinh đẹp và ngày càng nhuận sắc. Đặc biệt, dù chỉ diện đồ bộ ở nhà, người đẹp sinh năm 1990 vẫn cuốn hút người nhìn nhờ diện mạo chỉnh chu. Diễn viên Vân Trang khiến người hâm mộ bất ngờ khi khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên cặp song sinh. Cụ thể trên trang cá nhân, mới đây nữ diễn viên phim Cô Dâu Đại Chiến khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên với loạt ảnh mới thả dáng trong đồ bộ ở nhà. Theo đó, cô chọn diện đồ bộ dài trên nền vải phi bóng, mang tông màu trắng và cam giúp làm nổi bật nền đàn da trắng của nữ diễn viên. Không cần diện váy áo lộng lẫy, cắt khoét, tạo điểm nhấn, bà mẹ ba con vẫn khiến bao người rung rinh vì chỉ diện trang phục thường ngày ở nhà. Vân Trang khoe vẻ ngoài xinh đẹp, hút mắt khi diện mẫu đồ bộ, màu sắc. Dù thiết kế không có chi tiết cắt khoét, tôn dáng hay khoe da thịt, song nữ diễn viên gốc Tiền Giang vẫn nổi bật với vóc dáng thon gọn, thần thái rạng rỡ. Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng dành được sự chú ý cho thần thái gương mặt của nữ diễn viên. Dù chỉ mới vừa hạ sinh cặp nhóc tỳ vào hồi đầu tháng 11, nhưng người đẹp đã nhanh chóng lấy lại vẻ đẹp tự nhiên, mộc mạc, rạng rỡ. Chuộng lối trang điểm như không, nữ diễn viên phim Thiên Mệnh Anh Hùng gây ấn tượng với đường nét gương mặt thanh tú và nữ tính. Vân Trang thu hút mọi ánh nhìn với sắc vóc thon gọn sau sinh. Nụ cười tỏa nắng là một trong những vũ khí lợi hại giúp nữ diễn viên ghi điểm mỗi khi xuất hiện. Thời gian gần đây, cô cũng chăm chỉ khoe hình ảnh của bản thân cũng như công việc một mẹ bỉm trên trang cá nhân. Theo đó, khi thực hiện các công việc nhà, người đẹp thường dành nhiều cảm tình cho váy đầm, mang màu sắc pastel nhã nhặn, nữ tính được nhấn nhá bằng những chi tiết như bèo, nhúng, ren. Vốn nổi tiếng với vẻ đẹp dịu dàng, Vân Trang sau sinh được nhận xét có gu thời trang ngày càng nữ tính và đầm thắm hơn. Cô chọn diện váy đầm mang tông màu hồng, đỏ khi làm việc ở nhà chăm con. Diễn viên không ngại khoe mặt mộc không tì vết, khiến nhiều người không khỏi trầm trồ. Chỉ với vài nét son phấn cơ bản, Vân Trang đã chặt chém không kém mỹ nhân V-Biz nào. Với hình ảnh ngày càng xinh đẹp và nhuận sắc của Vân Trang, người hâm mộ đang nóng lòng về sự tái xuất của cô trên màn ảnh Việt. Bạn nghĩ như thế nào về vẻ ngoài xinh đẹp cũng như phong cách thời trang của mẹ bỉm này? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé! Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.